Việt Nam dự kiến đưa thêm du khách ra thăm quần đảo Trường Sa trong một kế hoạch có thể khiến Trung Quốc tức giận giữa bối cảnh tranh chấp Biển Đông căng thẳng. Truyền thông trong nước đưa tin, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Du lịch phối hợp với các ban ngành liên quan phát triển các tour dịch vụ du lịch ra Trường Sa. Tờ Dân Trí cho hay, hai công ty du lịch Sài Gòn Tourist và công ty cổ phần dịch vụ bay và du lịch biển Tân Cảng được yêu cầu lên kế hoạch mở chương trình du lịch giá cả phải chăng để thu hút khách du lịch ra thăm quần đảo này. Một nhân viên của bộ phận đặt tour nội địa thuộc Sài Gòn Tourist. Nó mới chỉ là kế hoạch thôi, đang trong cái giai đoạn khảo sát dịch vụ đó chị. Nếu mà nhanh thì có thể là trong khoảng đầu tháng 5 tụi em sẽ triển khai chương trình. Bây giờ vẫn còn đang khảo sát, hiện tại em chỉ mới có cái chương trình đi Lý Sơn thôi, còn Trường Sa thì em chưa có. Tại vì bộ phận khảo sát họ chưa có đi về, họ chưa có báo cáo lên chương trình đó, cho nên là tụi em chưa có chốt lại được giá vé là bao nhiêu và khi nào thực hiện. Nhân viên phụ trách khâu đặt tour trong nước của công ty cũng cho biết thêm là lịch trình khảo sát du lịch Trường Sa dự kiến có thể xuất phát đầu tuần tới. Ông Giang Nam, trưởng khâu khảo sát của công ty, từ chối tiết lộ chi tiết về nội dung cuộc khảo sát vì kế hoạch, theo lời ông, còn liên quan tới nhiều việc khác. Tour Trường Sa thì hiện nay không có trả lời được đâu chị ạ. Tại vì hiện nay là chưa đi nữa nên là chưa có thể trả lời chị. 12 giờ cái thông tin này thì nó còn nhiều cái vấn đề khác. Cái này mình cũng không trả lời được, cũng xin lỗi chị. Tại vì cái này nó liên quan đến nhiều việc khác nữa đó. Những cái chuyện quan trọng và tour ấy thì khi mà bắt đầu thực hiện ấy, thì công ty có cái thông báo. Báo Đất Việt nói, quy trình khảo sát sẽ nghiên cứu kết hợp cả đường không lẫn đường biển để chở du khách ra thăm Trường Sa. Trước đó, hồi cuối năm ngoái, công ty du lịch Hòa Bình ở Hải Phòng đã mở tour du lịch đưa khách tham quan quần đảo Trường Sa, bao gồm giàn khoang DK1, DK2 và một số điểm đến khác trên quần đảo này. Trong tour còn có các hoạt động giao lưu giữa du khách với binh sĩ và cư dân trên đảo, tham quan viện bảo tàng trưng bày các hiện vật liên quan tới quốc phòng, bảo vệ đảo. Các tuyến du lịch Trường Sa trong tương lai, theo báo Dân Trí, dự kiến sẽ bao gồm thăm các địa điểm lịch sử, đặc biệt liên quan tới công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo ở Trường Sa. Ngoài các tour du lịch, Việt Nam cũng đang dự tính mở các đường bay hàng không dân sự ra quần đảo Trường Sa trong năm nay. Kế hoạch vừa được Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam loan báo hồi tháng 2. Báo Nhà nước dẫn lời Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội, ông Lê Việt Trường nói, việc mở đường hàng không dân sự ra Trường Sa là cần thiết và phù hợp với chủ trương dân sự hóa, tăng cường đời sống dân sự trên các đảo. Trung Quốc, nước cũng có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và đang tranh chấp gay gắt với Việt Nam về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa, chưa lên tiếng bình luận về các kế hoạch của Việt Nam.